Xin chào các bạn. Trong cái dự án này tôi sẽ thực hiện một cái mạch điện dùng điện thoại di động của mình để điều khiển các cái thiết bị điện. Cụ thể đây là dùng điện thoại điều khiển các bóng đèn thông qua Bluetooth. Thì cái hệ thống này thì người ta có cái tên gọi đó là hệ thống Smart Home, hệ thống nhà thông minh. Có nghĩa là ta sẽ sử dụng điện thoại di động để điều khiển, giám sát các thiết bị điện của mình, điều khiển chiếu sáng thông qua điện thoại di động. Thì để thực hiện cái mạch này thì chúng ta phải cần những thiết bị như sau. Ở đây ta sử dụng điện thoại di động, hệ điều hành Android. Các cái tải thì ở đây tôi sử dụng là bóng đèn chiếu sáng. Về mạch điều khiển thì chúng ta cần cái mạch Bluetooth HC-05. Vì điều khiển chính ở đây thì tôi sử dụng board Arduino Nano. Và cái board relay 4 kênh. Như vậy là sử dụng board relay 4 kênh, 4 cái relay thì ta sẽ điều khiển được tối đa là 4 bóng đèn. Thì mình muốn sử dụng mấy bóng đèn thì ta sử dụng cái board relay tương ứng. Ví dụ 2 bóng đèn thì sử dụng là 2 relay, 4 bóng thì sử dụng 4 relay. Thì cái nguồn 5V để cấp điện nuôi cho cái mạch điều khiển này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện. Sau đây tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái phần app. Thì ở đây là cái giao diện của cái app của mình. Thì cái app này tôi đặt cái tên của nó là Lighting. Đây là giao diện của cái app của mình. Nó gồm có cái nút để ta kết nối Bluetooth của điện thoại, kết nối với Bluetooth của mạch. Thì đây ta có các cái nút điều khiển, nút màu xanh. Đây là mở đèn 1, nút màu đỏ này tắt đèn 1. Còn cái biểu tượng bóng đèn này là biểu tượng đang tắt, có nghĩa là cái trạng thái của bóng đèn 1 nó đang tắt. Tương tự như vậy là cái đèn 2 và đèn 3, đèn 4. Cái phần này tôi chỉ giới thiệu thôi, còn các bạn nào mà chưa rành về cái cách viết app, tạo một cái app cho điện thoại Android bằng cái nền tảng App Inventor thì các bạn có thể xem lại cái video cũng trong cái kênh S Electric. Tôi đã trình bày lúc trước có một video thiết kế để chế tạo cái xe robot điều khiển bằng điện thoại di động á, thì các bạn có xem lại trong cái video đó. Thì tôi có để đường link bên dưới sẽ hướng dẫn rất là chi tiết cái cách để các bạn tạo một cái app rất là đơn giản. Thì trong cái phần này tôi chỉ trình bày các cái chức năng trong cái ứng dụng của mình thôi. Đây là cái giao diện. Như vậy là cái giao diện của cái app mình gồm có nút kết nối Bluetooth và các cái nút điều khiển tắt mở của các bóng đèn. Về cái phần code thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn các cái câu lệnh. Cái phần này để ta khai báo Bluetooth với hai dòng lệnh này. Để khi ta nhấn vào cái nút kết nối Bluetooth thì nó sẽ tiến hành hiển thị cho mình cái địa chỉ một cái Bluetooth HC05 và ta chọn vào để kết nối. Và nếu nó kết nối thành công thì ta sẽ hiển thị cái test đã kết nối Bluetooth, Connected Live Bluetooth. Thì với cái dòng lời lệnh này When On 1 Shutdown, có nghĩa là khi ta nhấn cái nút On 1 điện thoại mình sẽ gửi một tín hiệu thông qua Bluetooth là số 1. Thì khi cái điện thoại mình nó nhận được số 1 thì nó sẽ mở cái đèn 1, nó điều khiển cái đèn 1 sáng. Đồng thời trên cái giao diện điện thoại của mình á, thì mình sẽ đổi cái bóng đèn 1 này, cái trạng thái bóng đèn 1 này đổi thành cái bóng đèn sáng là lam on, bóng đèn nó sẽ sáng lên. Có nghĩa là cái bên cái giao diện của mình tôi đã hai cái ảnh đèn 1 nhưng mà tôi giấu đi, không cho hiển thị, nghe tôi ẩn nó đi, thì cái trạng thái một cái trạng thái là đèn sáng nè. Đó. Rồi cái lam ốp là một trạng thái đèn tắt nè. Nhưng mà cái hai cái trạng thái đèn này mình giấu đi, mình không cho hiển thị ra ngoài, nên là nó là cái hình ảnh trung gian để mình mô phỏng cho nó là đèn đang sáng đèn tắt á. Có nghĩa là khi ta nhấn on 1 thì điện thoại sẽ gửi số 1 xuống bo Arduino, thì bo Arduino nó sẽ nhận và nó điều khiển relay 1 sáng để cho đèn 1 sáng. Đồng thời trên cái điện thoại mình nó sẽ set cái trạng thái light 1 picture, có nghĩa là cái light 1 picture là cái này nè, con đèn 1 picture nó đang ốp nè, trạng thái đang táo thì nó sẽ chuyển thành lam on, có nghĩa là nó sẽ chuyển thành cái hình cho mình thấy bóng đèn đang sáng. Tương tự cái khối lệnh là when ốp 1 output, nghĩa là khi ta nhấn nút ốp 1 thì nó sẽ gửi cái số 2 xuống, điện thoại sẽ gửi số 2 xuống. Và khi Arduino đã nhận thấy số 2 thì nó sẽ tắt đèn 1. Đồng thời trên điện thoại của mình nó sẽ set cái trạng thái của cái hình đèn 1 sẽ thành bức hình là đèn tắt, có nghĩa là lúc này sẽ set cái line 1 này thành hình này, hình như thế này nè, lam ốp đèn tắt. Tương tự như vậy là số 3 mở đèn 2, số 4 tắt đèn 2, số 5 mở đèn 3, số 6 tắt đèn 3, số 7 mở đèn 4, số 8 tắt đèn 4. Đồng thời ta có nút là khi ta nhấn on, nghĩa là ta nhấn mở hết tất cả các đèn thì gửi số 9 xuống. Khi tắt hết tất cả các đèn là gửi số 0. Như vậy khi ta đã tạo cái app xong thì bây giờ ta test. Trước khi ta cài đặt về điện thoại, các bạn nên test trước trên điện thoại mình cho nó nhanh. Thì để test á, mình cài cái ứng dụng MIT App Inventor 2, nghĩa là cái ứng dụng này nó sẽ cho mình test cứ cái app mình đang viết, mình test ly, nghĩa là mình test trực tiếp cái app mình đang viết trước khi mình cài đặt về. Khi mình test ok hết rồi mình mới cài, chứ để mỗi lần mình cài mình thay đổi rất là cực. Thì trên cái máy tính của mình thì mình nhấn vào cái menu Connect, kết nối, ta nhấn vào AI Companion, nó sẽ tạo cho mình một cái mã QR. Thì trên cái điện thoại của mình thì mình nhấn vào cái Scan QR Code và ta sẽ cho cái điện thoại mình nó quét. Khi nó đã quét thì nó sẽ kết nối cái app mình vào cái điện thoại của mình luôn. Như vậy là đây, cái app mình viết trên laptop thì bây giờ nó sẽ hiển thị trên cái điện thoại của mình để mình tiến hành mình test. Thì nó cho mình test, mình chạy thử thực tế luôn. Như vậy khi mình đã test ok hết rồi, lúc này mình sẽ tiến hành tạo cái app. Ta phải nhấn vào biểu tượng là build, sau đó ta sẽ, nếu mà ta muốn lưu vào máy vi tính, nó sẽ tạo cho mình một cái file APK để lưu vào máy vi tính. Thì ta nhấn vào shell APK đến máy tính, còn không thì ta muốn cài trực tiếp luôn thì ta nhấn vào cái dòng trên là nó cung cấp cho mình một cái mã QR. Mình sẽ tải cái phần mềm này về trên điện thoại của mình thông qua mã QR. Như vậy khi nó đã build cho mình xong thì nó sẽ tạo cho mình một cái mã QR. Thì lúc này các bạn dùng điện thoại của mình, các bạn vào cái Zalo của mình, nhấn vào cái biểu tượng chụp mã QR, thì lúc này ta sẽ chụp cái mã QR lại và lúc này nó sẽ tải cái phần mềm này về trên điện thoại mình và các bạn tiến hành cài đặt giống như ta cài cái app thông thường. Bây giờ tôi sẽ giải thích cái sơ đồ nguyên lý trước khi ta lắp đặt. Thì đây là cái khối nguồn, thì ta có thể sử dụng adapter nguồn 5V hoặc là ta sử dụng một cái mạch chuyển nguồn từ 220V ra 5V, ta sử dụng một trong hai mạch này. Đây là cái mạch Bluetooth HC-05. Đây là cái bo điều khiển Arduino Nano. Đây là cái bo module 4 relay HVQ316. Thì trước hết ta sẽ tiến hành nối 2 dây RX và TX của vi điều khiển và Bluetooth HC-05. Lưu ý rằng cái chân TX của Bluetooth sẽ được nối với chân RX của Arduino, và ngược lại cái chân RX của Bluetooth sẽ được nối với TX của Arduino. Và vào 4 cái ngõ ra D2, D3, D4, D5 của Arduino, ta sẽ được nối vào pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 của bo relay. Tiếp đến là nguồn 5V, ta sẽ cấp cho các bo relay, Bluetooth và Arduino. Tương tự ta cung cấp nguồn mát 0V cho bo relay, bo Arduino và bo Bluetooth. Như vậy cái phần này là ta đã kết nối xong cái phần mạch điều khiển. Bây giờ ta kết nối cái phần động lực từ relay ra cái bóng đèn. Thì cái đường điện 220V ta sẽ cấp vào cái chân chung của các relay, và ta lấy cái tiếp điểm thường mở của các relay cấp ra một đầu bóng đèn, và một đầu còn lại ta sẽ cấp vào dây mát của nguồn 220V. Như vậy đây là cái sơ đồ nối dây của cái mạch điện của mình. Trước khi nạp cái code vào Arduino, bây giờ tôi sẽ giải thích các cái dòng lệnh của cái code mình viết. Thì ban đầu vào ta khai báo 4 cái chân của Arduino ta sử dụng để kết nối với module relay, chân 2, chân 3, chân 4, chân 5. Ta khai báo một cái biến data này là để ta nhận cái dữ liệu truyền từ cái điện thoại của mình xuống cái mạch điều khiển của mình. Cái dòng lệnh này truyền dữ liệu nối tiếp. Thì các cái dòng lệnh này là ta khai báo cái ngõ ra của 4 chân ta sử dụng. Thì ban đầu thì mới khởi động lên thì ta cho nó tắt, thì nó mức cao là tắt, mức thấp là mở. Cái này là dòng lệnh chính của mình. Thì nếu cái smartphone của mình mà nó truyền dữ liệu xuống, cái mạch Bluetooth nó sẽ nhận tín hiệu và nó truyền vào Arduino. Đây là dòng lệnh mà nó nhận được cái dữ liệu, thì nó so sánh cái dữ liệu data này. Nếu bằng 1 thì nó cho cái chân in 1 là mức thấp, có nghĩa là nó điều khiển cái đèn 1, mở đèn 1. Đồng thời cái dòng lệnh này khi nó đã nhận được tín hiệu và nó điều khiển mở đèn 1 thì Arduino nó sẽ truyền ngược lại cho cái điện thoại mình. Thì khi smartphone của mình nó nhận được cái ký tự mở 1 từ cái bo Arduino truyền lên, thì lúc này ta sẽ lập trình để ta thay đổi cái trạng thái của bóng đèn 1 cho nó sáng lên để ta giám sát. Thì đối với cái code app hồi nãy tôi viết thì tôi không có nhận cái dòng lệnh này lên, do đó tôi bỏ qua dòng lệnh này mà tôi chỉ truyền một chiều từ trên xuống thôi. Nếu các bạn muốn rằng cái dữ liệu ta truyền từ smartphone xuống, vì điều khiển nó nhận được hay không nhận được, nếu nó nhận được thì nó phải phản hồi, thì cái dòng lệnh này là cái dòng lệnh phản hồi. Thì tương tự như vậy, nếu smartphone của mình truyền hướng xuống số 2 thì nó sẽ dòng lệnh này nó sẽ tắt cái đèn 1. Tương tự nếu số 3 thì sẽ mở đèn 2, nếu số 4 thì sẽ tắt đèn 2, nếu số 5 thì sẽ mở đèn 3, nếu số 6 thì sẽ tắt đèn 3, nếu số 7 thì sẽ mở đèn 4, nếu số 8 thì sẽ tắt đèn 4, nếu số 9, có nghĩa là số 9 là điều khiển mở tất cả các đèn, thì nó sẽ có 4 dòng lệnh để ta kích hoạt để mở 4 đèn. Còn nếu số 0 thì là tắt 4 đèn. Sau khi đã viết cái code của Arduino xong thì ta sẽ nạp cái code này xuống cho board Arduino. Bây giờ ta tiến hành nạp chương trình vào mặt Arduino Nano. Ta dùng cái cáp nạp, ta kết nối vào mạch. Đồng thời ta sẽ kết nối vào cái cổng USB của máy tính của mình. Mấy bạn vào cái tool để ta chọn cái board của mình là Arduino Nano. Và ta chọn cái board. Thì đây cái máy tính của tôi là board COM4. Ta tiến hành nhấn cái nút upload để tải chương trình xuống cái board Arduino Nano của mình. Và khi nó đã nạp thành công thì nó sẽ báo Don't Upload Pin. Như vậy là cái chương trình mình đã được nạp từ máy tính xuống board Arduino. Bây giờ ta sẽ tiến hành đấu dây. Đây là cái hệ thống dây nguồn cấp nguồn 5V. Các cái dây màu vàng, màu đỏ, màu cam này là 5V. Còn các cái dây màu nâu, màu xanh, màu xám này là 0V. Ta cấp nguồn cho Arduino Nano. Dây mát. Giờ ta cấp 5V. Ta cấp nguồn cho board Bluetooth HC-05. Năm v. Không v. Ta kết nối chân TX và RX của Bluetooth HC05 và TX RX của Arduino Nano. Chú ý là chân TX của HC05 ta sẽ đấu vào chân RX của Arduino. Và chân RX của HC05 ta sẽ đấu vào TX của Arduino. Rồi, bây giờ ta sẽ tiến hành cấp. Ta đã lập trình là các cái ngõ ra D2, D3, D4, D5 để ta kết nối ra board relay. Thì ta sẽ lần lượt kết nối từ chân D2, D3, D4, D5 của Arduino sẽ ra các cái ngõ vào của board relay. Cấp 5V cho relay. Và ta cấp 0V cho relay. Bây giờ ta sẽ cấp cái nguồn 5V cho cái mạch để ta tiến hành test thử cái mạch của mình. Ta sẽ kết nối vào. Khi ta đã kết nối vào thì cái mạch điện của mình cái board Arduino đã có tín hiệu đèn sáng, đã có được cấp nguồn, và cái board Bluetooth HC05 đang chờ kết nối với thiết bị, kết nối với cái điện thoại của mình. Thì bây giờ tôi tiến hành mở cái app mình vừa cài đặt trong cái điện thoại của mình lên. Thì trước hết ta sẽ kết nối cái Bluetooth của điện thoại của mình và cái mạch điều khiển của mình. Thì ta nhấn vào cái dòng chữ Li Connect Line Bluetooth. Thì ở đây cái mạch của Bluetooth của mình là HC05. Đây. Nhấn vào để kết nối. Và khi nó đã kết nối thành công thì nó báo là Connect Live Bluetooth đã kết nối. Mở đèn 1, mở đèn 2, mở đèn 3, mở đèn 4, tắt đèn 4, tắt đèn 3, đèn 2, tắt đèn 1. Còn ở đây ta có nút là mở hết tất cả đèn, tắt hết tất cả các đèn. Như vậy là cái mạch về điện của mình nó đã điều khiển được rồi, nghĩa điện thoại di động của mình đã giao tiếp xuống cái mạch điện của mình. Thì bây giờ tôi tiến hành đấu ra tải là các bóng đèn đã đấu từ cái bo relay ra các cái đèn. Rồi bây giờ tôi tiến hành đấu dây cái phần từ bo relay ra cái bóng đèn của mình. Thì cái phần này là phần xoay chiều nha các bạn. Thì ta đấu dây cái phần xoay chiều. Thì ở đây hồi nãy mình thử nghiệm là cái bo relay của mình có 4 kênh, có nghĩa là mình sẽ điều khiển được 4 cái bóng đèn. Tuy nhiên ở đây tôi sẽ mô phỏng cho các bạn xem là ta đấu hai cái tải, hai bóng đèn thôi. Rồi, ta đã hoàn thành kết nối mạch. Bây giờ ta sẽ cấp nguồn để điều khiển mạch. Ta sẽ cấp nguồn 5V cho cái bo điều khiển. Và ta cấp cái phần điện xoay chiều 220 cho cái phần relay điều khiển đèn. Thì để làm cái mạch thực tế ta sẽ vẽ mạch hoặc là ta đấu các cái dây này cho nó gọn gàng lại, ta đưa vào trong cái hộp. Và đồng thời cái nguồn 5V này các bạn có thể mua một cái mạch nguồn riêng 5V chuyển từ 220V sang 5V, và ta kết nối nó, ta gắn nó vô trong cái mạch luôn. Có thể ta bỏ trong cái hộp, ta đóng gói lại. Thì lúc này ta sẽ đấu dây ra chỉ có một cái sợi dây nguồn 220V thôi. Thì để sử dụng thực tế thì các bạn nên làm như vậy cho nó mạch nó gọn gàng. Bây giờ ta sẽ tiến hành mở cái điện thoại của mình lên và mở cái phần mềm mình đã cài đặt rồi, phần mềm Lighting của mình lên. Như vậy là cái mạch Bluetooth HC05 nó đang nhấp nháy đèn để nó chờ tín hiệu kết nối từ Bluetooth của điện thoại của mình. Như vậy ta sẽ bấm vào cái nút kết nối Bluetooth. Như vậy ta sẽ chọn cái là HC05. Như vậy khi nó đã kết nối thành công thì nó hiển thị cái chữ là Connect Live Bluetooth đã kết nối. Và đồng thời cái bo Bluetooth nó sẽ hết nhấp nháy đèn. Thì bây giờ ta sẽ tiến hành điều khiển. Ta điều khiển đèn 1. Mở đèn 1, tắt đèn 1. Mở đèn 2, tắt đèn 2. Bây giờ ta muốn mở hết tất cả các đèn cùng lúc, tắt hết tất cả các đèn cùng lúc. Như vậy cái mạch của mình nó đã hoàn thành rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn thành công. Xin chào.